Xin chào mọi người, hôm nay tiếp tục chúng ta sẽ khám phá theo dõi cái hiện trạng trùng quế sau khi chúng ta nuôi một thời gian ở Ninh Thuận tại trang trại Nắng Và Gió nha. Đây là hình ảnh trùng đã lên ăn hết phân. Hiện tại phân bò cho trùng ăn tại trang trại là phân bò vàng và thịt. Về cái độ háo ăn thì có thể là nó sẽ không có bằng phân bò sữa. Phân bò sữa nó ăn cám và nó có dinh dưỡng, và cái độ nitơ carbon nó sẽ cân đối hơn so với phân bò vàng. Phân bò vàng thì hàm lượng xơ nhiều, độ đạm thì nó thấp hơn. Đấy. Tuy nhiên chúng ta thường trùng trong một thời gian thì trùng cũng sẽ khỏe mạnh và nó sẽ thích nghi với cái loại thức ăn mới này. Đặc biệt với khí hậu nắng nóng, độ ẩm thấp thì nó rất là ảnh hưởng, cực kỳ ảnh hưởng đến cái sản lượng trùng luôn. Tuy nhiên nếu chúng ta áp dụng tốt kỹ thuật cũng như là phun sương cũng như là cho ăn đúng cử và đúng với cái tình trạng của trùng thì chúng ta sẽ có một cái kết quả tốt. Rồi, tôi sẽ móc lên cho mọi người xem cái mật độ trùng ha. Trùng tập trung rất là dày luôn ha mọi người ha. Rất là dày luôn. Đây là cái mật độ trùng tập trung trên lán trại của chúng ta. Ngày mai chúng tôi sẽ cho ăn cử thứ hai trong một tuần. Một tuần chúng tôi sẽ cho ăn hai cử. Trại nào ăn mạnh thì chúng tôi cho ăn cái lồng, cái hàm lượng phân nó nhiều hơn, còn trại nào ăn yếu thì chúng tôi sẽ ăn mỏng lại. Mật độ trùng thì nó sẽ không có phân bố đều trong trại, sẽ có chỗ dày chỗ thưa. Đấy. Trùng nhìn rất là khỏe phải không ạ? Thì cái sản lượng trung bình như tôi đã trình bày trong những clip trước đó là khoảng tầm 30 đến 60 kg trên 100 mét vuông trong một tháng nuôi đối với khu vực tại Ninh Thuận. Còn ở Củ Chi thì sản lượng sẽ cao hơn và tùy vào cái loại trùng chúng ta nuôi là trùng quế hay là trùng châu Phi, trùng lai loại to. Hiện tại thì trang trại Nắng Và Gió đang tiến hành nhân giống và đang cố gắng nhân diện tích lớn nhất có thể để đáp ứng cái nhu cầu và sản lượng phân trùng ứng dụng tại trang trại, đặc biệt là trong cái mảng dưa lưới. Đây là một cái cục phân bò mà chúng tôi cho ăn nó khá là nhiều nên trùng nó ăn chưa hết, tập trung nó ăn ở dưới nè ha. Trùng nó sẽ dồn vô nó ăn ở dưới. Nó ăn ở dưới, khúc ở dưới nó mềm hơn, nó sẽ ăn từ từ nó ăn vào. Và trong quá trình mọi người xem video, nếu có bất cứ thắc mắc hay câu hỏi gì thì xin hãy đặt câu hỏi ha, tôi sẽ giải đáp cho mọi người. Và xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những cái video sau nói về mô hình nông nghiệp tuần hoàn và ứng dụng của trùng quế trong nông nghiệp sạch. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người. Xin quên, đừng có quên đăng ký kênh và like share nhé, để chúng ta chia sẻ rộng rãi hơn, để nhiều người cùng biết và cùng kết nối với nhau hơn. Trân trọng cảm ơn.